Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, nhiều hộ dân tại huyện Văn Giang và huyện Yên Mỹ đã trồng cây ăn quả với mật độ cao bất thường hòng để trục lợi đền bù giải phóng mặt bằng. Dọc tuyến đường TT379 nằm trong dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa bàn xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ có chiều dài hơn 4 km. Khi dự án được triển khai, xã Yên Phú đã có thông báo gửi cho các hộ dân yêu cầu không được trồng cây lâu năm vào danh giới đã được cắm mốc giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, một số hộ do không hiểu rõ về chính sách hỗ trợ nên vẫn tự ý trồng các loại cây lâu năm như nhãn, cam nhằm trục lợi. Ở gần đường này thì bây giờ được cái gì? Bác trồng khoảng đâu có bao cây rồi? Tổng 2-3 cây thôi. Cái chỗ này trồng lâu chưa? Cái này nó phải 3-4 tháng thì bén rễ rồi. Ngoài những diện tích cây mà các hộ dân đã lén lút trồng cách đây một vài tháng, thì tại một số khu ven đường thuộc diện tích đất nằm trong mốc giới giải phóng mặt bằng của dự án, đoạn qua xã Yên Phú, người dân vẫn tiếp tục đào các hố chờ sẵn, trồng thêm cây bổ sung nhằm mục đích sẽ được kiểm đếm. Cây lâu năm được trồng xen vào các ruộng rau cải, các vườn chuối với mật độ 2-3 cây một mét vuông. Nhìn bằng mắt thường, ai cũng có thể nhận biết đây là điều hết sức bất thường, thế nhưng vẫn được trồng một cách vô tội vạ mà không bị ngăn chặn. Đối với địa phương mà có các cái hộ mà trồng cây mà sau thời gian mà cắm mốc nội giới về cái việc thu hồi của cái đường 379 thì cái này thì chúng tôi cũng sẽ thường xuyên cùng với ban quản lý dự án của huyện, của tỉnh sẽ không chi trả cái tiền mà các hộ đã trồng cây. Không chỉ ở xã Yên Phú mà trên tuyến đường này, đoạn qua các xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, Tân Tiến, huyện Văn Giang cũng xuất hiện trường hợp tương tự. Đặc biệt tại xã Tân Tiến, hiện một số hộ dân vẫn cố tình di rời cây từ nơi khác về trồng trong thời điểm công trình đang thi công. Được biết trước đó, chính quyền xã đã lập biên bản ngăn chặn một số hộ dân đã có hành vi dùng máy xúc múc đất trong phạm vi dự án. Gần đây thì có hiện tượng là một số các hộ dân là có trồng cây ở trên các cái phần mà hành lang mà chưa được kiểm đếm, thì ủy ban xã thì tới đây cũng sẽ có cái biện pháp là thông báo cho các hộ dân là nghiêm cấm cái việc trồng cây lên cái phần đất ở cái hành lang đó để làm sao đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Để ngăn chặn việc người dân tự ý đưa cây vào trồng mới nhằm mục đích trục lợi, đề nghị các địa phương nơi có dự án đi qua cần tăng cường kiểm tra, cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp gian dối. Mặt khác, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thấy được mục đích của dự án, quyền và trách nhiệm khi nhà nước thu hồi đất, để từ đó tạo thuận lợi trong giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.